vấn đề mà câu tuyên những tuyên bố của bà Sanchez và những lời phản xạ của bên phía ông Trần Thế Văn hiện nay vẫn đang là gây nhiều sôi nổi. Chúng tôi hiện nay gặp là hai nhân vật nổi cộm rất là quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam là xứ ngôn viên Nguyễn Vũ, được gọi là Larry King Bonsa, và nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị này về vấn đề này. Theo anh thì anh nhận thấy những cái lời tuyên bố của bà Sanchez như thế nào anh? Tôi không cần phải nhắc lại, chắc anh là biết rõ chuyện đó rồi. Trong mùa tranh cử, và đây là cơ hội cho dân biểu Trần Thế Văn như cơ hội cho cộng đồng. Nhưng khi mà đến cái đỉnh điểm cái việc mà bà Sanchez tuyên bố câu đó, bình thường nó nằm trong một kế hoạch tranh cử đó. Và qua cái sự việc vừa xảy ra đó, cái chuyện và cái sự phản biện của bên nhóm, cái campaign của bên ông Trần Thế Văn có gì sai, nhưng mà đây là cái thời điểm khôn ngoan cho cả hai bên. Khôn ngoan cho bà Sanchez và khôn ngoan cho bên cái nhóm vận động của dân biểu Trần Thế Văn. Nếu một người nào dùng một sự kiện này và đi xa vấn đề thì người đó tự mất đi, đánh mất đi cơ hội của mình. Ý tôi muốn nói là gì? Qua sự việc xảy ra của bà, câu tuyên bố bà Sanchez đó, thì chúng ta cần thiết phải làm những điều gì để đi tìm được sự thông cảm của cử tri và cộng đồng. Nếu chúng ta dùng cái cơ hội đó để đánh đòn cái tình tự dân tộc, thì ngược lại bà Sanchez cũng là một lợi thế, đó là một cơ hội để cho đánh đòn những cử tri mẹ để họ nhìn lại vấn đề. Thì có nghĩ mấy ngày qua có cái vấn đề là liệu rằng qua những cái chuyện mà trên các thông tin diễn đàn internet này nọ, thì liệu rằng là dân biểu Trần Thế Văn có đủ khôn khéo để hành xử vấn đề này hay chưa? Như vậy thôi. Anh nói là nếu mà đi xa quá sẽ mất đi cái ý nghĩa của nó. Như vậy thì trong mấy ngày qua là theo anh thấy là những cái phản ứng từ phía bên văn phòng của ông Trần Thế Văn là đã đủ chưa, hoặc là đã đi xa như anh nói chưa? Tôi nghĩ là đi xa, chứ mà đi đủ là đi xa. Và đã như vậy là đủ rồi, hay là đi quá xa rồi? Tức là chưa biết cách đi chứ không phải là đủ hay là sai. Theo anh thấy là bà Sanchez có bị sơ sẩy trong cái lời nói của bà hay không, hay là có một số người cho rằng đây là một sự cố ý? Điều đó nếu chúng ta muốn khai thác thì chúng ta nhìn về cái cảnh sơ sẩy thì chúng ta nghĩ là sơ sẩy. Và chúng ta không muốn khai thác về yếu tố đó thì chẳng có vấn đề gì bị điều. Thực ra câu nói đó, bà Dương thì bà đã có ngu xuẩn tới cái độ mà bà có làm cái điều gì để mất lòng đến cộng đồng Việt Nam chúng ta. Nhưng mà ý bà muốn nói tới những người ủng hộ cho đối thủ của bạn. Anh cũng vừa nói là cái chuyện đó không có gì big deal, và trong những ngày qua cũng có một số dư luận cũng là nói là như vậy. Tuy nhiên mình thử nghĩ ngược lại, một cái trường hợp ngược lại. Thí dụ trên công luận ông Trần Thế Văn nói cái câu là chúng ta cần phải giật lại cái ghế đó của bà Sanchez và những người mẹ cũng như đảng Dân Chủ đang giữ, thì cái câu đó của ông Trần Thế Văn nó có thể xảy ra một cái chuyện gì đối với chúng ta? Ông Trần Thế Văn nói một câu tương tự như vậy thì bình thường thôi. Tôi đã nói mà, trong cái vấn đề khi mà tranh cử đó, thì giữa hai đối phương với nhau họ có rất nhiều cái chiêu thức. Nhưng mà nếu chúng ta không biết cái cách vận động về cái cộng đồng cũng như là cử tri, vì chúng ta là vô tình chúng ta lọt vào cái trap của bà Sanchez thì đây là cơ hội mà từ mấy ngày qua cái chuyện phẫn nộ bên nhóm dân biểu Trần Thế Văn thì biết đâu đó là một cái lối kích động cho cử tri Mỹ, cử tri của người Mỹ, để người ta thấy người ta đứng về cái phía bà Sanchez nhiều hơn. Vào ngày thứ hai trên vị vũ show, anh có nói chuyện với anh Đỗ Vinh, và anh có đưa hỏi anh Đỗ Vinh rằng cái câu người Việt bỏ phiếu cho người Việt bây giờ nó còn thích hợp hay không, đại khái như vậy. Và anh hỏi ông Đỗ Vinh, nhưng thật ra câu trả lời của anh là thế nào? Có khác với Đỗ Vinh không? Không khác. Chúng tôi vẫn đồng quan điểm, là chúng tôi vẫn đồng ý là chúng ta vẫn phải ủng hộ cho người Việt. Bởi vì chúng ta thấy rằng sau 35 năm, cái sự hiện diện của những dân cử Việt ở đây vẫn còn khiêm nhường lắm. Cho nên tôi vẫn ủng hộ cho người Việt chứ. Nhưng mà vấn đề như tôi nói là bên phía dân cử Trần Thế Văn hiện nay đang thiếu một khổng minh. Ông Bùi Mạnh Cường có thể là một khổng minh không ạ? Không đủ cần. Khi nói đó thì mình cũng lắc đầu. Quan Nguyễn Phương Hùng,
anh Hùng nghĩ sao về cái việc mà cái sự kiện vừa qua xảy ra lại thấy thiếu vắng những cái người lãnh đạo trong cộng đồng đứng hẳn ra để mà lên tiếng yểm trợ ông phía Trần Thái Văn? Tại sao có cái sự vắng mặt của những cái người lãnh đạo cộng đồng mà đã từng lãnh đạo của ông Văn trước đây? Vâng, bây giờ xin cho phép tôi đó, để tại vì lúc nãy câu hỏi mà hỏi anh Nguyễn Vũ đó, và chúng tôi ngồi chung với nhau, thì đó là cái ý kiến của anh Nguyễn Vũ, thì cho tôi có một cái ý kiến trước khi tôi trả lời câu hỏi này. Vâng, thì trước hết đó, là đối với là anh Nguyễn Vũ, tôi đồng ý một điểm, là cái một nửa nhưng mà một điểm, là trong cái mùa tranh cử người ta có thể sử dụng bất cứ một cái hình thức gì. Thế nhưng mà trong sạch hay là bẩn thỉu, chúng tôi dùng cái chữ dirty work, dirty là của Mỹ, negative campaign. Yeah, vâng, đúng rồi. Thì đó là tùy theo nhận xét của cử tri. Bởi vì chúng ta biết rằng á, có một ứng cử viên của người Mỹ bây giờ 19 tuổi ra tranh chức nghị viên thành phố Irvine. Thì như vậy đó, chúng ta không thể đánh giá là những người này không có đủ trưởng thành. Khi người ta ra ứng cử bất cứ tuổi nào thì bây giờ bất cứ mọi người đều có một cái sự nhận định. Theo tôi tôn trọng tất cả mọi nhận định của mọi người, và tất cả những nhận định nó không nhất thiết phải đồng ý với nhau. Tuy nhiên, tại sao bà Loretta Sanchez có một cái câu nói như vậy? Chúng tôi đi ngược lại, trở lại lịch sử cách đây 14 năm. Năm 1996, ông Robert Donald đã từng tuyên bố một câu như vậy. Thì khi mà ông Robert Donald mà tuyên bố một câu như vậy đó, tại sao bây giờ bà Loretta Sanchez lại lặp lại cái câu của ông Robert Donald? Thì năm đó ông Robert Donald thua hơn 900 phiếu và bà Loretta Sanchez cái seat đó. Tại vì cái câu của ông Robert Donald lúc đó cũng tương tự như vậy, tức là bà Loretta Sanchez, she came from nowhere and tried to using a Hispanic community to steal my seat. Xin dịch tiếng Việt rồi. Dịch tiếng Việt tức là bà Loretta Sanchez đã tới, tức là bà vô danh chữ tốt, mình nhớ come from nowhere, tôi dịch là vô danh chữ tốt, đã dùng cái cộng đồng người Mỹ để tính giật cái ghế của Đảng Cộng hòa, đó, của tôi. Lúc đó là my seat, ông nói rằng là my seat là của ông. Thì bây giờ bà Loretta Sanchez đúng là lặp lại cái y chang cái câu cái hồi đó của ông Robert Donald. Cái chuyện chúng tôi muốn đặt ra ở đây, giá mà bà Loretta Sanchez mà làm cái lá tâm tình gửi cho các báo chí đó, thì đó là đó, là tất cả các cái lá thư tâm tình bà chỉ phản biện và bà cải chính là đủ rồi. Nhưng bà lại dùng những cái phần sau để bà attack ông Trần Thái Văn, mà vô tình những sự attack đó nó lại và cái sự phản biện của bà nó không được trong sáng cho lắm, là bởi vì bà rõ ràng trong cái người Mỹ, tôi người neighbor của tôi là một người Mỹ, người hàng xóm, thì tôi nhớ gọi anh ta qua để coi cái chương trình TV mà tôi có trên YouTube, thì anh ta dịch rõ ràng bà nói rằng our community, mà bây giờ nhưng mà trong lá thư thì bà chả nói là our community, đây là cái nhóm của chúng tôi này, cũng như là nhóm Trần Thái Văn. Ăn nhé, bà phải nói rằng a small group, hay là small group, Republican group, tức là một cái nhóm nhỏ, nhưng mà bà nói rõ ràng đây là người Việt Nam, the Vietnamese community and the Republican Party. Republican Party nghe cái tiếng rất là lớn chứ không phải nhỏ. Ngay cả trong cái California này chúng ta có rất nhiều cái Republican Party, cái mà không ai dám nói là Party. Chỉ có một đảng duy nhất được dùng cái chữ là Republican Party là Đảng Cộng Hòa. Đó, thì đó là thì chúng tôi xin được giải thích cái chuyện đó. Bây giờ trở lại câu hỏi của anh etc. Thì cái tôi thấy rằng một cái sự thiếu vắng ở đây, thứ nhất thiếu vắng của báo chí. Nếu mà một câu hỏi đó, dù tờ báo, tất cả những cái tờ báo mà gọi là đại nhật báo đi, thì quý vị đó cần phải lên tiếng, dù rằng quý vị bênh hay chống, quý vị phải lên tiếng để phản ánh được cái chủ trương đường lối của tờ báo đối với các độc giả. Ý ông nói là mổ xẻ ra vấn đề ra. Mổ xẻ vấn đề ra. Thí dụ như là bênh bà Loretta Sanchez hay là bênh ông Trần Thái Văn, chúng tôi không cần biết, nhưng mà các quý vị đó sẵn sàng ngửa tay để nhận cái lá tâm thư của bà Loretta Sanchez qua một hình thức là được trả tiền. Thì như vậy quý vị làm báo có phải là quý vị làm báo là để mà cho dư luận hay là cho độc giả nhìn thấy cái sự kiện, hay là quý vị chỉ nhận làm báo theo cái hình thức là được trả tiền để rồi được... Xin anh cho biết là anh có bằng cớ là cái chuyện mà nhận cái lá tâm thư đó đăng lên có trả tiền không ạ? Theo trong cái mùa tranh cử này đó, thì thứ nhất anh, nếu anh muốn biết đó, thì thường thường đó mình ở dưới một cái tờ giấy, nó thường thường nó là paid for friend of Loretta Sanchez for congressman chẳng hạn vậy đó, thì đó là những cái hình thức mà chúng ta có thể biết được đó. Thế nhưng mà đó
hầu như là những cái tôi đơn cử thí dụ thông cáo báo chí của một cái ban vận động hội ký giả gửi lên họ không đăng, hoặc là thông cáo mà chúng tôi kêu gọi chúng tôi họp báo tự do họ hứa họ sẽ đăng nhưng mà họ cũng lại không đăng, mà khi mà tôi nói rằng tôi trả tiền thì cũng lại không đăng. Thì đó là chúng tôi muốn đặt cái vấn đề cho cái ngành truyền thông. Còn câu hỏi của anh Etcetera, cái phần thứ hai, cộng đồng Việt Nam chúng ta giờ dù sao đi nữa chúng ta phải chấp nhận có hai ban đại diện. Ban đại diện của ông bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh và ban đại diện mới của ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Chúng tôi nghĩ rằng hai ban đại diện đó, quý vị cũng nên có một tiếng nói, dù quý vị bênh mà nói là sáng xét hay là không bênh. Thì tôi biết, theo tôi biết thì bên bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh á, qua những cái diễn đàn email đó chúng tôi biết ở nhóm bên đó họ bênh bà Loretta Sanchez, nhưng mà vì vấn đề tế nhị có lẽ là họ không muốn lên tiếng, tại vì lên tiếng thì chống ông Văn thì cũng không nên. Thì đó là những cái vấn đề tính cả nể của người Việt Nam mà chúng tôi nghĩ rằng trong chính trị không có cả nể, mà chúng ta phải bây giờ đã sau 35 năm chúng ta nên thẳng thắn nói lên cái tâm tư của mình. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là người của Đảng Dân Chủ. Và chúng ta thấy rằng cái hôm mà ông luật sư dân biểu Trần Thái Văn khai trương văn phòng không có ban đại diện của ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, không có ban đại diện của bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, thì bây giờ đó cái việc này đó xảy ra của bà Loretta Sanchez, tôi nghĩ rằng á ban đại diện cộng đồng họ lại càng né tránh thêm nữa. Mặc dù ngày hôm đó có hiện diện của ông Phạm Ngọc Khôi, nhưng mà chúng ta biết ông Phạm Ngọc Khôi là nhân viên làm việc ở trong văn phòng thiện nguyện của dân cử, trong khi á là những cái chuyện xảy ra đâu như ở Việt Nam hay là ở trên thế giới á, thì cộng đồng, hai ba cộng đồng của chúng ta là coi như là phản ứng rất nhanh lẹ và ồn ào, trong khi cái chuyện này là cái chuyện ngay trong cộng đồng và báo chí Mỹ đang nói đến rất nhiều thì lại không được nói tới. Thì anh giải thích hiện tượng này như thế nào ạ? Tôi đã từng trong một những cái bài báo chúng tôi viết trước đây đó, chúng tôi đã đặt cái vấn đề đó rồi. Chống cộng sản ở bên kia bờ Thái Bình Dương đó, người ta sẵn sàng, người ta sẵn làm cái chuyện đó, bởi vì thứ nhất không ai kiểm chứng được cái nguồn tin đó. Thí dụ như vấn đề cồn dầu, tôi nói ra có thể những người nói rằng chúng tôi là vấn đề mà gọi là thiên cộng hay là cái gì, nhưng mà thật sự như vậy, làm sao cả biết rằng 30 người bỏ chạy từ cồn dầu đi qua bên Thái Lan đó là những người thật sự là tị nạn, hay là một hình thức người cộng sản họ gài những người điệp viên của họ nằm ở trong cái hình thức tị nạn đó và chúng ta tranh đấu để họ được đi qua bên Mỹ, thì vô hình chung cái sự tranh đấu của chúng ta đã tiếp tay cho chính quyền cộng sản để đưa những cái người mà gọi là tị nạn đó, mà thật sự đó là những cái tay sai của cộng sản để đưa qua bên Mỹ. Hay như chúng ta nói rằng nếu mà chống cộng, họ chống cộng bên kia họ sẵn sàng, nhưng mà đó khi có những cái chuyện gì ở đây á thì chúng ta thấy họ không lên tiếng. Thí dụ như vấn đề Đàm Vĩnh Hưng là một cái chuyện lý do, bởi vì đó sau Đàm Vĩnh Hưng xong rồi thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ về. Còn nhưng mà tại cộng đồng chúng ta đây, khi chúng ta biết rằng á chúng ta chống bà Loretta Sanchez nhưng mà bà vẫn còn ở đây, thì thí dụ bà thua hoặc là bà thắng thì cái hậu quả nó sẽ sao? Thí dụ bà thắng thì những người đang chống bà Loretta Sanchez có dám ngẩng mặt lên nhìn bà Loretta Sanchez, hay những người chống ông Trần Đại Văn rồi thấy ông Trần Đại Văn thắng thì lúc đó người đó sẽ làm như nào? Hồi đó vì hoàn cảnh này, vì hoàn cảnh kia.